hay cái bắp, hay mới đây Mã Xuyên liên tục chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hành động ấm lòng của một cặp vợ chồng đi xe tô, vô tình bắt gặp cô bán rau về trễ, rẽ vào còn ngó vắng. Theo đó đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đang đạp xe, đằng sau chở theo cả sạp rau, đang dò dẫm đi trong bóng tối. Thường cô bán rau về muộn, trời lại tối đèn kịt, tài xế lái xe ô tô đã quyết định đi chậm chậm phía sau, soi đèn cho cô bán rau. Chiếc ô tô đã kiên nhẫn đi chậm chậm, soi đèn hơn 1 km vì lo sợ cô bán rau đi về trời tối, không thấy đường hoặc lỡ không may gặp người xấu. Sau khi theo được quãng đường dài, anh và vợ quyết định xuống xe ô tô hỏi thăm cô. Hỏi han một hồi mới biết, hóa ra người phụ nữ này bán súp lơ, nhưng vì rau còn khá nhiều nên cô về muộn. Thế vậy, nam tài xế liền ngỏ ý chở cô bán rau về tận nhà cho yên tâm, thì cô từ chối. Cô bảo nhà ở ngay đây, chỉ còn một chút nữa là về tới nơi rồi. Nghe cô nói vậy, cặp vợ chồng yên tâm hơn và sau đó hỏi mua số súp lơ còn lại. Người đàn ông vừa hỏi thăm, vừa chọn rau, chẳng mấy chốc đã lấy gần hết số rau cô còn lại rồi nhanh chóng trả tiền. Anh muốn mua ủng hộ để cô vui hơn và đỡ vất vả. Được người đàn ông mua giúp, cô bán rau vui vẻ phấn khởi hẳn. Cô nói lời cảm ơn rồi giúp vị khách tốt bụng đem rau ra cốp xe. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về hàng nghìn lượt thả tim. Đúng là của trò không bằng các trò, nhiều người dành lời khen đến lòng tốt và hành động đẹp của cặp vợ chồng trẻ. Đúng là của trò không bằng các trò, giúp người như thế này cảm thấy thật ý nghĩa, nhân văn. Không phải ai cũng có lòng tốt như anh chị, chúc anh chị sức khỏe. Mong rằng cuộc đời có nhiều người tốt để những hoàn cảnh khó khăn được vơi nhẹ phần nào. Mỗi lần xem những video kiểu này là lại không kìm nổi nước mắt, nhớ mẹ mình cũng từng vất vả đem rau đi bán thế này.